máy mài cam cò đa dạng CC1. Máy mài cam cò đa dạng CC1 là một máy chuyên dùng phục vụ trong ngành sửa chữa xe mô tô. Máy được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp hiện đại dựa trên nguyên lý khép hình, giúp cho việc sửa chữa phục hồi cam cò xe mô tô một cách tiện lợi, nhanh chóng và đa dạng. Máy có trọng lượng 205 kg, kích thước 560 x 870 x 1200 mm, động cơ trục chính có công suất 1 HP 220V một pha. Với kết cấu hệ cơ nhỏ gọn, các khung mộng trượt được chế tạo chính xác, tốc độ trục mài hợp lý, đảm bảo bề mặt sa công của sản phẩm mịn và bóng láng. Gá chất hình đơn giản, dễ sử dụng, thao tác gá cam thuận lợi. Khách hàng có thể mài chỉnh sửa đa dạng các loại cam đặc biệt theo ý muốn. Gá mài còn tinh gọn, thao tác mài đơn giản, dễ sử dụng, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thao tác vận hành máy mài cam cò đa dạng CC1. Bật công tắc động cơ trục chính quay. Hoạt động của máy mài cam cò đa dạng CC1 dựa vào chuyển động quay tròn của trục chính, chuyển động tịnh tiến của bàn trượt dọc và chuyển động tịnh tiến của bàn trượt ngang. Thao tác mài cam. Gá cây sửa đá lên bộ gá sửa đá, kẹp chặt cây sửa đá lại, tác động vào bàn trượt dọc và bàn trượt ngang để tiến hành sửa đá. Tác động vào tay quay bàn trượt ngang để cây sửa đá chạm vào mặt trụ của viên đá và qua lại hết chiều dày viên đá. Sau khi sửa đá xong, tháo cây sửa đá ra tiến hành thao tác gá cam. Gá đồng thời cam mẫu và cam cần mài lên bộ gá cam, sau đó siết chặt hai khóa zip pontu lại, xoay đúng xoay pontu định tâm cam cần mài theo chiều ngược kim đồng hồ để áp hai lỗ tâm của cam vào hai đầu pontu định tâm cam cần mài và pontu giữa. Rời vị trí gá cam sao cho cam cần mài đặt đúng vào vị trí đá. Xiết hai khóa chỉnh tầm lại, sau đó điều chỉnh đĩa chép hình vào giữa vị trí cuối cam mẫu, rồi gài móc lò xo lại, có thể điều chỉnh lực căng của lò xo cho phù hợp. Quay tay quay bàn trượt ngang đều điều chỉnh kích thước của gối cam cật mài, và trong suốt quá trình mài bộ gá cam luôn phải áp sát cam mẫu vào đĩa chép hình, đồng thời phải quay tay quay cho đều thì cam mới có bề mặt láng và đẹp. Cách mài gối cam còn lại thực hiện tương tự như trên. Thao tác mài cò. Gá cò lên trục và siết chặt lại, điều chỉnh vít siết trên gá chữ H sao cho cung cần mài của cò có khe hở đều so với mặt đá mài. Tiếp đến siết chặt đai ốc cánh chuồn để kẹp chặt cò xuống mặt gá. Quay tay quay tịnh tiến bàn gá mài cò để tịnh tiến cò cần mài về phía đá. Khi mặt cần mài chạm vào mặt đá, tác động vào cần gạt quay lại thì mài cò để mài mặt cò. Tiếp tục quay tay quay và bánh cần gạt qua lại, khi mài cò đến khi nào mặt cò cần mài láng đẹp thì dừng lại.